Chào bạn, quay trở lại thì trong phần này á, video này mình nói cho bạn biết một số công cụ bạn cần chuẩn bị cho cái phần content audit này. Thứ nhất á, là bạn cần chuẩn bị Google Analytics, thứ hai là Webmaster Tool, thứ ba là Ahrefs, thứ tư là Skillport, thứ năm là bạn có thể sử dụng là một cái website này là Copyscape thì đó là một website như thế này. Thứ sáu nữa thì bạn sẽ mong muốn rằng là bạn có Excel rồi, Excel và Word. Và thứ bảy nữa thì mình muốn lưu ý một chỗ, một số cái ở trong đây, tại vì file content này thì mình sẽ có hai cái bảng. Một đó là file content bình thường, thì cái file mình liệt kê ra thì những cái file mình liệt kê ra theo bình thường, và một số cái file nữa nó rất là quan trọng nếu như trong trường hợp một website của bạn bị phạt, và thậm chí nếu như bạn muốn audit nó kỹ hơn và chi tiết hơn, nếu như trong trường hợp này thì website ancona.vn này thì mình coi qua thì mình thấy website nó bị phạt khá là nặng. Trước đó nó trên án rep là khoảng 20 mấy ngàn traffic lận, nhưng mà hiện tại nó còn có 4 ngàn mấy traffic mà thôi. Thành ra mình sẽ muốn có một cái file này là content audit, ở đây là cái sheet về content audit này mình làm rất là kỹ ở trong đây đó. Hồi tất nhiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm rất là cụ thể rồi, giờ thấy mình liệt kê rất là chi tiết cụ thể luôn, và chi cách sửa như thế nào, các thông số nó là trong đây và sửa bài viết gì, nhưng mà cái đó là mình sẽ nói kỹ hơn cho bạn gọi là trong cái phần mà file content audit sau. Rồi thì đó toàn bộ video này, rồi video tiếp theo chúng ta sẽ bắt tay vô làm gọi là content audit.